Vâng, một trong những cái điều con cũng không thể nào quên đó là khi thành lập một đan viện thì đan viện đó luôn luôn là nơi để cho các đan sĩ sống trong cái đời sống tu của mình để mà nên thánh, đồng thời cũng là cái cơ hội để giúp cho những cái người đến với đan viện mà Thánh Viện Đức là luôn luôn đề cao, những người khách đến với đan viện, khách vãng lai hoặc là khách tĩnh tâm đều là quý cả. Và đối với Thánh Viện Đức thì tiếp đón khách chính là tiếp đón Chúa Kitô. Do đó cái sự mà tiếp đón khách của chúng con nó là một điều quan trọng. Mặc dù chúng con hoàn cảnh còn khó khăn do lúc ban đầu, nhưng mà chúng con cũng luôn luôn đón chào tất cả những ai đến đây với chúng con để mà tĩnh tâm, để mà sống những cái giờ phút thiêng liêng hoặc là một giờ kinh với chúng con đều đáng trân quý cả. Vâng, thì hiện giờ chúng con cũng có cơ hội để đón tiếp rất là nhiều nhóm rồi, nhất là các quý linh mục hay là tu sĩ nam nữ, các dòng tu cũng tìm về đây với chúng con để tĩnh tâm, để trở lại với Thiên Chúa, để tìm gặp Thiên Chúa và để sống những giờ phút thân tình với Chúa. Thì con thấy đây là cái điểm tốt đẹp cho các linh hồn. Vâng, thì dĩ nhiên là mọi cái công trình thì nó đều có những cái bản vẽ hay là những có cái dự án mà ta vẫn gọi là cái project, để dựa vào những cái bản vẽ hay những cái dự án đó thì chúng ta có một cái chương trình để đi để đến đạt tới cái đích. Thì dĩ nhiên chúng con hiện giờ thì có nhà, cũng có cái nhà nguyện tạm thời để mà đọc kinh cầu nguyện, nhưng mà đó chỉ là cái chương trình lúc ban đầu khi chúng con còn đang khó khăn, chúng con không có đủ phương tiện hay là tài chính để có thể xây dựng ngay một cái công trình như là người ta thường làm. Do đó con nghĩ rằng cái công trình chính của đan viện, tức là chính cái ngôi nhà nguyện của đan viện và cái nơi mà quý đan sĩ sẽ lưu ngụ và quý khách tĩnh tâm sẽ đến để mà tĩnh tâm, đó sẽ là những cái cơ sở là chính yếu, là cái trung tâm đan viện. Thì hiện giờ là chúng con chưa có xây dựng được cái công trình đó, nhưng mà đó là cái công trình đã được có cái bản vẽ tốt đẹp, và con cũng mong nó được thực hiện càng sớm thì càng tốt. Bởi vì một khi nó được thực hiện thì cái đời sống đan tu của chúng con sẽ ổn định, sẽ không phải chạy vậy ngược xuôi để mà kiếm thêm tài chính để mà lo chuyện này chuyện kia nữa, nhưng mà chỉ sống một cái nơi bình an, lo cầu nguyện, có làm việc đồng áng vân vân, và tạo nơi cho người ta đến tĩnh tâm, nơi để người ta có thể gặp gỡ Chúa, thì đó là cái chuyện tốt đẹp rồi, không cần phải làm gì hơn nữa, hoặc là chỉ có chăm lo cho các linh hồn, đó là chuyện chính của chúng con sau đó. Vì thế chúng con đã theo bản vẽ để có những cái nơi để mà xây dựng đan viện, nhà nguyện, nhà nghỉ, nhà ăn vân vân, đã có bản vẽ và đã được chấm điểm rõ ràng, và cũng có những cái nơi khu gọi là công viên hay là những bãi cỏ để mà đi dạo, hay là những cái đường để mà đi đảng thánh giá vân vân. Đó là những cái chúng con đã làm hầu hết nhiều chuyện rồi. Và một điều rất là đặc biệt đó là con có một cái suy nghĩ rất là dài và thấm thía về cái đảng thánh giá. Bởi vì chúng ta đi tới đâu mà thấy có thánh giá, chúng ta biết đó chúng ta có sự hiện diện của Đức Kitô, Ngài đã chết trên cái thánh giá vì chúng ta. Cuộc hành trình dương gian của Ngài là cuộc hành trình dương gian để mà cứu chuộc chúng ta, và nó kết thúc bằng chính cái đảng thánh giá khi Ngài tắt hơi trên cây thập giá, và chính lúc đó là Ngài đã chiến thắng tử thần, và cái sự phục sinh đó là một cái sự lời chứng tỏ cho chúng ta thấy là Thiên Chúa đã toàn thắng tử thần. Do đó con nghĩ rằng trong cuộc đời của riêng con cũng như của tất cả mọi người, và nhất là những người đến đây với đan viện, thì khi có cơ hội mà suy nghĩ, vì suy niệm và cầu nguyện về đảng thánh giá, với đảng thánh giá, thì đó là điều tốt đẹp. Vì đó là cái điều mà chúng ta sẽ phải đối diện trong cuộc sống của chúng ta. Đức Giêsu Kitô đã nói chúng ta là anh em hãy vác thập giá mình mà theo ta, mỗi ngày mà theo ta. Thành thử cái điều đó là hàng ngày là chúng ta phải vác thập giá rồi. Nhưng mà nếu chúng ta vác thập giá với tất cả những ý nghĩa cứu độ, ý nghĩa tốt đẹp của nó, thì thập giá trở thành cái nguồn vinh phúc cho chúng ta. Bởi thế chúng con đã cố gắng lập ra đảng thánh giá tại đan viện của chúng con với 14 chặng lúc này, và còn một chặng nữa sẽ kết thúc, đó là chặng thứ 15. Chúng con đặt thêm là chúng ta có cái chặng gọi là phục sinh đó, thì sẽ để hoàn tất trong một vài năm nữa. Riêng 14 chặng đầu thì chúng con đã nhờ cái sự đóng góp của các hội viên, mỗi người mỗi đóng góp, có người thì một chặng, có khi thì 10 người thì một chặng đảng thánh giá, để góp gom với nhau
Và chúng con sau khi đã nhận được những sự đóng góp của quý ông bà và anh chị em hội viên rồi, thì con đã đặt trạng làm thánh giá này tại Việt Nam, tại có thể nói là tại Gò Vấp mà bên Sài Gòn Việt Nam đó. Và sau nhiều năm, 3-4 năm trời vất vả với cái việc đúc từng tượng một và di chuyển từ Việt Nam sang đây bằng đường tàu thủy, do cái hệ thống vận chuyển hàng hóa của cái người thân của chúng con là của một chú dì của chúng con tại miền Nam Cali. Thì tất cả những chặng đó đã được về tại Đan Viện, và chúng con đã dựng lên những cái ngọn đồi của từng chặng. Và một điều tốt đẹp là tất cả những ngọn đồi này đã được do người hàng xóm của chúng con là ông Joe đã dùng những cái nông cụ của ông để mà là tạo thành những cái đồi rất là tốt đẹp để chúng con có thể đặt đàng thánh giá trên đó. Thì hiện giờ đàng thánh giá đã được đặt lên, chưa tới lúc hoàn tất để đưa vô gọi là khánh thành hoặc là sử dụng, nhưng mà tuy nhiên cũng đã có cái sự hiện diện của 14 trạng đàng thánh giá lúc này, cũng làm cho cái không khí đạo đức của Đan Viện nó được tăng phần giá trị, và cũng là cái nơi để mà mời gọi nhiều người đến đây để chia sẻ cái cuộc tương khó của Chúa Giêsu Kitô, và qua đó học hỏi được cái sự tốt lành của đau khổ của thánh giá, và nhờ đó họ có thể vượt qua mọi thánh giá của cuộc đời riêng họ. Thế thì ước gì những vị về đây với chúng con khi thấy đàng thánh giá thì cũng nhớ cầu nguyện cho những hội viên đã đóng góp cách nào đó để chúng ta có cái đàng thánh giá, ta có những chặng để chúng ta đọc kinh, chúng ta cầu nguyện, chúng ta suy niệm để chúng ta gặp gỡ Chúa trong cái đau khổ và nhất là trong cái vinh quang của Ngài. Nhưng mà nguyên cái công trình xây dựng đó thì nó chưa hoàn tất, nó đã có trong manh nha rồi, nhưng mà nó có đợi chờ cái điều kiện thuận lợi về mọi mặt để có thể thực hiện được. Thì còn mong ước rằng là quý ông bà và anh chị em đang xem cái đoạn phim này, nếu mà được Chúa thôi thúc cho cách nào đó, có thể liên lạc với chúng con để cùng với chúng con cộng tác vào cái chương trình xây dựng đó, bởi vì nó là cái chương trình lớn, do đó nó cần phải có sự cộng tác của nhiều người. Và với cái sự cộng tác đó của quý ông quý bà thì chúng ta biết là mình nói là mình làm xây nhà Chúa đấy, nhưng mà thực sự là mình xây nhà cho mình ở trên trời. Cho đó chúng ta cũng không có ngần ngại gì cả, cũng chẳng có nối tiếc gì cả, nhưng mà chúng ta tập lực với nhau, hợp lực với nhau để mà xây dựng với tất cả tâm lòng của chúng ta, thì chắc chắn là thì chúng ta sau khi hoàn tất cái nhà ở dưới đất này thì chúng ta cũng biết chắc là chúng ta cũng có một căn nhà trên trời, là căn nhà sẽ thuộc về chúng ta sau khi chúng ta đã bỏ tất cả những gì dưới đất này để mà lo cho cái căn nhà trên trời đó. Thì con ước ao tâm lòng của ông bà sẽ mở rộng ra để cùng với chúng con xây dựng, không phải cho mình nhưng mà có thể nói là cho hết mọi người, vì chúng ta đều sẽ ra đi đó. Chúng ta thực sự thế đã chẳng đưa cái gì vào thế gian này cả, theo như là lời của các thánh vẫn dạy chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ chẳng đưa cái gì ra được đâu. Cho đó chúng ta hãy xây dựng trong cái lúc này ở thế gian này những điều tốt đẹp, để sau đó căn nhà trên trời của chúng ta cũng được xây dựng, và chúng ta cũng có một nơi tốt đẹp ở trên trời để ở gần Thiên Chúa và luôn luôn mãi mãi ca tụng Chúa muôn đời. Vâng, thì cũng hết lòng biết ơn anh Thạch, là một trong những nghệ nhân của Việt Nam đã bỏ sức lực ra với người bạn của anh, là người vợ của anh tại Gò Vấp để suốt bao nhiêu năm trời để hoàn tất cái đàng thánh giá này. Thì con thấy đây là điều quá tốt đẹp, vì nó đưa lại cái ích lợi cho rất là nhiều người. Do đó con cũng xin nhân dịp này gửi đến anh Thạch tâm tình tri ân biết ơn của chúng con, của Đan Viện. Để xin Chúa cũng chúc lành cho anh và ban cho tất cả những gì anh đã thực hiện ở nơi đây cũng là cái phần thưởng của anh trên nước trời. Thì xin Chúa tiếp tục chúc lành cho anh, đồng hành với anh và ban cho anh những sự cần thiết để anh cũng được thánh hóa như Chúa Giêsu đã dùng thánh giá để mà thánh hóa tất cả chúng ta. Và một lần nữa xin Chúa chúc lành cho anh Thạch cũng như cho gia đình. Và con cũng xin thay mặt Đan Viện để có một lời tâm tình tri ân đối với lại ông Joey Sanchez cũng như là bà Debbie Sanchez là vợ. Thì hai người đã rất là quý thương quý cha quý thầy, và có thể nói cái công trình của chúng con ngay từ đầu, từ khi mà làm căn nhà, làm những con đường hay làm những cái đồi thánh giá hay là bất cứ một công việc gì ở đây thuộc về đồng áng, thì đều có cái sự giúp đỡ của hai ông bà, và hai ông bà luôn luôn sát cánh với chúng con trong mọi lúc, và cũng có thể nói là chia sẻ những vui cũng như nỗi buồn của chúng con tại đây. Một điều đặc biệt là người thân phụ của ông, tức là ông Joseph, đã qua đời, và lễ an táng của ông đã được cử hành tại Đan Viện vào những cái năm đầu tiên dưới một cái lều rất là đơn sơ của chúng con, nhưng mà buổi lễ sốt sắng và
đó là cái dấu chỉ cho chúng con biết là chúng con cũng có một cái liên đới rất là thân tình với ông qua những cái sự kiện đó. Thì một lần nữa cũng xin cảm ơn ông Joe và Debbie về tất cả những sự giúp đỡ và cái tình thương đã dành cho quý cha quý thầy để xây dựng cái mảnh đất thân yêu này. Again, all I can say is when I say if I did something, he says you have helped the community so much. He never talks about you've helped me so much. It's for our people. It's for our future children to, and so the families can stay together. And he uses broken language of unity and gathering to get closer together and moral support, but it does cost a lot of revenue, and I hope if any of this message goes out, that people, if they can be generous in any way to help them out, again, I have, and I always will help them out. So I helped them get kick-started, but we really do need other people, if they can help out any way, to support him. So now that he's kick-started and he is really going, if he can continue to grow, it's beautiful. It's a beautiful place here, and I'm really proud that I can say, yeah, I put those statues up for him, or I helped him out. When he has problems, I help him out. And if other people can do it. Thank you, Joey and Debbie Sanchez, about all your help, your support. I should say that this area was developed almost by your hand. I don't know much about this area. I don't know much about machine. I don't know much about tractor. But you use all your tractor, your scraper, your pitchfork, and on this machine to be here to help me to handle this area, and you make this a beautiful place for people can come in to pray and to praise God. So we all thank you for your help, for your love, and may God continue to bless you and your family accordingly. Thank you. Thì ước gì với cái sự cộng tác của tất cả quý ông quý bà thì đàn người chúng con mỗi ngày mỗi có đầy đủ phương tiện hơn để cho những ai đến với chúng con để gặp gỡ Chúa thì cũng có những phương tiện cần thiết tối thiểu để họ có thể sống những ngày vui vẻ và bình an trong Chúa. Tay ôm con những giọt đau trong lòng.